Thưa quý vị và các bạn, sau cách mạng tháng 8 năm 1945, trong khi cả nước đang tập trung cho cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chủ trương kết hợp chặt chẽ, xây dựng nền văn hóa nói chung, đời sống mới nói riêng với kháng chiến, kết hợp kháng chiến với kiến quốc. Bác khẳng định, thực hành đời sống mới là một điều cần kíp cho công cuộc cứu quốc và kiến quốc. Trong hoàn cảnh đất nước vừa bước vào cuộc kháng chiến còn muôn vàn khó khăn, là lãnh tụ tối cao của dân tộc và cách mạng, dù phải tập trung trí lực để giải quyết những vấn đề cần kíp liên quan đến sự sống còn của Tổ quốc, nhưng Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn dành tâm huyết cho việc xây dựng đời sống mới. Để hiện thực hóa các mục tiêu của phong trào này, ngày 3 tháng 4 năm 1946, Bác đã ký thành lập Ủy ban Trung ương Vận động Đời sống mới. Sau đó, ngày 20 tháng 3 năm 1947, với bút danh Tân Sinh, Bác đã viết tác phẩm Đời sống mới để lãnh đạo chỉ đạo phong trào. Ngoài lời tựa, tác phẩm được kết cấu thành 19 phần, gần 5.800 từ, trình bày theo cách hỏi đáp. Trong tác phẩm này, những vấn đề từ mục đích, nội dung xây dựng đời sống mới liên quan đến từng nhóm đối tượng và môi trường cụ thể, cho đến phương châm và phương pháp xây dựng đời sống mới được Bác đề cập một cách ngắn gọn, thiết thực, dễ hiểu, dễ nhớ và dễ thực hiện. Trong tác phẩm Đời sống mới, Bác nêu lên bổn phận, trách nhiệm khi tham gia xây dựng đời sống mới của mỗi người, mỗi cơ quan, đơn vị trên 5 phương diện: cách ăn, cách mặc, cách ở, cách đi lại và cách làm việc. Nội dung cốt lõi của việc xây dựng đời sống mới là thực hành cần kiệm liêm chính. Bác nhắc nhở, đời sống mới không phải cái gì cũ cũng bỏ hết, không phải cái gì cũng làm mới. Cái gì cũ mà xấu thì phải bỏ, cái gì cũ mà không xấu nhưng phiền phức thì phải sửa đổi lại cho hợp lý. Cái gì cũ mà tốt thì phải phát triển thêm, cái gì mới mà hay thì ta phải làm. Làm thế nào cho đời sống của dân ta vật chất được đầy đủ hơn, tinh thần được vui mạnh hơn, đó là mục đích của đời sống mới. Và để nhân dân nhận thức đúng và thực hành tốt đời sống mới, Bác yêu cầu phải tuyên truyền, giải thích và làm gương. Nếu như lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh hơn 70 năm trước đã tạo nên động lực to lớn thúc đẩy kháng chiến thắng lợi, kiến quốc thành công, thì ngày nay lời dạy ấy vẫn còn nguyên giá trị đối với sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước nói chung và phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa nói riêng. Những năm gần đây, phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư gắn với việc thực hiện chỉ thị 03 của Bộ Chính trị khóa 11 về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và chỉ thị 05 của Bộ Chính trị khóa 12 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh đã tạo nên một bầu không khí mới, nguồn sinh lực mới cho phong trào tại các cộng đồng dân cư. Nhiều nét đẹp văn hóa mới trong chế độ xã hội chủ nghĩa đang hình thành và thấm sâu vào mọi lĩnh vực hoạt động của đời sống xã hội. Diện mạo nếp sống mới đã và đang lan tỏa trong mỗi gia đình, nhà trường, công sở, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa mới ở nông thôn và xây dựng văn minh đô thị đã góp phần làm thay đổi bộ mặt mỗi làng quê góc phố. Đời sống vật chất tinh thần của đa số nhân dân trên khắp mọi miền đất nước đã no đủ, phong phú hơn xưa. Có thể nói, hiệu quả của sự gắn kết trong thực hiện phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư với học tập và làm theo Bác đã bổ sung và làm sâu sắc hơn cuộc vận động xây dựng đời sống mới mà Bác phát động năm xưa. Góp phần làm cho nước Việt Nam ta trở nên một nước mới, một nước văn minh như người mong muốn.